cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ shop mình, và shop mình đã được là shop uy tín nhất của Việt Nam rồi anh em ạ. Và vòng quay chỉ từ 8k thôi anh em ơi. Và em có thể bấm vào đây để nhận kim cương free. Để tránh bị lừa đảo, anh em bấm vào cái đường link mà mình để dưới phần bình luận của mỗi clip anh em nhá. Đây là anh em ơi. Hello anh em, và mình đang ở nhà mình nhá. Thì mình đang ngoài Hà Nội anh em ạ. Anh em có muốn xem ảo thuật không? Thì nhá. 1 2 3 chiều, và mình đã có mặt tại Sài Gòn và mình đã bỏ qua cái bước đi máy bay anh em ạ, cho nên là anh em thấy rất là nhanh đúng không? Không bay máy bay cái đến Sài Gòn luôn, ảo thuật anh em ơi. Ảo thuật đấy. Thì mỗi lần đến Sài Gòn ấy, như thường lệ là mình sẽ đi đến một nơi rất là yên tĩnh, đó chính là cái giường anh em ạ, đi ngủ rồi. Bye bye anh em nhá, tí hẹn gặp lại anh em sau nhá, đi ngủ buồn ngủ lắm rồi. Ok, có rất nhiều anh em hỏi mình là tại sao Mon không xuất hiện trên clip của mình nữa. Thì mình và Mon chính thức chia tay rồi nhá mọi người nhá. Mình thì mình không thích đăng lên mạng xã hội. Đăng lên mạng xã hội người ta sẽ bảo mình là diễn này, content các kiểu, nói chung là mình không có diễn. Mình và Mon đã dừng lại chính thức rồi nhá. Và hôm nay mình tới Sài Gòn thì mình chợt nhớ ra là Mon ở Sài Gòn mọi người ạ. Cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi gặp Mon và đính chính lại câu chuyện cho mọi người biết là mình và Mon đã chia tay rồi. Bây giờ mình sẽ đi ra cái chỗ địa điểm của Mon ở nhá. Hình như là ở gần bưu điện hay sao ấy. Bây giờ mình sẽ đi ra đấy. Ok, mình có mấy cái bánh này rất là ngon, tí mình sẽ cho Mon nhá. Đây, đó, mấy cái bánh sô-cô-la anh em ạ, hy vọng là Mon sẽ thích. Tại vì là bọn mình không còn là người yêu nữa ấy, cho nên là mình gọi Mon là chị nhá, bởi vì là Mon hơn tuổi mình là đúng không? Ok, let's go. Đi thôi, đi thôi. Ngay đây anh em ạ, ngay chỗ mình ở luôn, ngay chỗ khách sạn mình thuê luôn ấy. Khá là gần. Em sẽ không ở đây này, phải làm cho ai đấy đâu đó nỗi buồn cũng đang dùng đôi tay lâu nước mắt rơi. Ui rồi ôi, gió khá là gần đây, chỉ có một cây mọi người ạ, nên là mình quyết định mình đi bộ luôn. Đặt xe thì có 16.000 thôi, sợ người ta không có nhận cuốc ấy. Đây là cái nơi mà mình và Mon gặp nhau lần đầu tiên, tức là mới đầu yêu nhau 2 năm trước ấy, là gặp nhau ở đây đầu tiên này, hẹn hò ở đây luôn. Đây thì đây là hồ con rùa nhá mọi người nhá. Mình không biết là tại sao người ta gọi là hồ con rùa nữa. Đó, ở bên trên có một cái tháp kìa. Và đây có khá nhiều bạn trẻ tụ tập ở đây. Và buổi đêm ở đây bán nước với cả là bán đồ ăn rất là đông ấy mọi người ạ. Đó, rất là đẹp. Mình rất muốn đi ra đây buổi đêm để ôn lại kỷ niệm. Mình tìm mãi mà chả thấy Mon đâu anh em ạ. Để đi xuống cái con đường sách này xem là có gặp không. Nãy Mon bảo Mon ở đường sách. A đù. Không quen anh em ạ. Ồ, chị Mon à? Không, ở đây đây. Ơ kìa, sao nhìn khác đấy. Rồi, em vừa gọi chị bảo đi gặp chị đi ăn đây. Ê, từ từ, hy vọng chị sẽ thích cái này. Đây đây đây. Cái này là cái kẹo sữa ba vì ấy, bánh sữa. Ừ. Ôi, sao nhìn khác thế? Tóc cái gì luôn? Tóc dài cho anh em ơi. Thì cần ngại nữa. Ê, đi ăn ở đâu đây? Ôi, nhìn khác nhỉ, nhưng mà mỗi tội là lùn hơn các bạn ạ. Ăn xong mình quyết định mình sẽ đi cắt tóc nha. Ok anh em, thì đây là Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh nhá. Đó. Mon nhìn hơi khác. Chị Mon ơi, chị đi một mình à? Ui, ở đây đẹp thực sự luôn. Ui ôi, các bạn hãy nhìn kìa, nhà cao chọc trời luôn. Bên này như kiểu mình đang ở bên Dubai em ạ. Đúng rồi, em ở nhà quê mới lên mà. Bây giờ bọn mình sẽ đi kiếm chỗ đi ăn nhá. Ừ, chị Mon dạ rất là trắng nhưng mà hơi gầy. À, dạ không ăn à? Đi quay gì? À, đi chụp hình. Anh em thấy không? Chụp hình để đổi tiền ăn cơm anh em ạ. Đây là tòa Bitexco, tòa cao thứ 2 của Thành phố Hồ Chí Minh sau Landmark 81 các bạn ạ. Chị Mon đang đưa mình đi ăn Haji Lao để ăn theo mặt chị giống cái bánh bao anh em. Mon dạ nhìn hơi khác các bạn ạ. Đấy, các em mình đổi cách xưng hô ấy cho nên là nó cứ kỳ kỳ. Quay đấy, nhìn chào các bạn cái, lâu lắm không chào các bạn cái kênh rồi.
Nhìn nhau. Sẽ lấy kem cho chị mòn. Đây chị ơi. Em ơi, các bạn. Ở đây nhân viên người ta kiểu rất là nồng nhiệt đấy mọi người. Bọn mình sẽ ăn ở đây nhá. Đi ăn không có tiền trả, phải mặc đồ phục vụ bàn này. Mẹ biết mẹ buồn đấy. Đấy, đi ăn không có tiền trả, phải phục vụ quán đây. Đấy, dọn đi, mẹ biết mẹ buồn đấy. Tôi cũng vậy em ạ. Đây chấm cái nước này. Ngon vậy anh em ơi. Ngon không chị ngon. Đây là một cái nồi lẩu có hai vị. Đây là vị siêu cay Trùng Khánh, bên kia là vị lấm. Thì cái vị lấm đấy không có cay. Để mình sẽ cho chị Mon review nhá. Ờ chị review đi. Đấy em bị không cay, vừa lấy bị cay mình ăn cho mọi người xem rồi ấy. Nước chấm này chị Mon tự pha luôn. Em quay nhưng mà rất là ngọt đúng không? Ngọt nhưng mà hơi lạc đúng không? Không, ngon mà. Mình thì mình thích cái vị cay này hơn đấy. Đây là một con hàu béo ngậy. Đấy, cho chị Mon review thử nhá. Đâu, chị review con hàu béo ngậy đi. Ơ, cầm cả ăn nó mới ngon nhá. Đấy, em coi nó chín chưa? Chín rồi, yên tâm. Nhưng mà ngon không? Nóng nóng này ăn ngon không? Tươi anh em ạ, đây này. Thì tôi sẽ, mà tôi không test đâu. Nhìn chị Mon ăn được. Ok anh em, thì hiện tại mình đang nhuộm tóc anh em ạ. Đấy, nhuộm từ màu đỏ chuyển qua cái màu trắng trắng này. Hai thanh niên này lớn như này cũng biết mình. Hello mọi người nha. Hai thanh niên này ở quán tóc luôn. Quán này quán Tâm Hair ở đường 306 sạc 29. Cái gì nhỉ? Nguyễn Minh Khai. Nguyễn Minh Khai, phường 5, quận 3. Mon ngồi chờ mình làm tóc luôn. Nói chung là lâu lắm em mới thay đổi kiểu tóc. Hôm nay là một vlog tổng hợp anh em ạ. Tức là gặp cái gì quay cái đấy. Vừa vào phát thanh niên này nhận ra đầu tiên. Đấy thanh niên này. Còn chơi Free Fire không? Để có à. Giờ vẫn chơi. Giờ hết rồi. Tôi trông mặt như thằng Nghĩa này mà đi ra ngoài đường người ta vẫn nhận ra anh em ạ. Ý giời, mình vừa cắt tóc xong em ơi, nhìn khá là đẹp da anh em ơi. Ui, nhìn chiến chưa anh em? Đó, mình thay đổi phong cách cho anh em nhá. Thì tóc đỏ một năm rồi cũng rất là kiểu chán rồi ấy. Cho nên mình quyết định mình thay đổi. Và mình đang về khách sạn rồi anh em ạ. Đây mình sẽ chuẩn bị đi ăn cùng Mon nhá. Ăn tiếp lần 2. Đấy, gọi là níu luyến những cái giây phút cuối cùng. Đây mình sẽ sang thăm nhà chị Mon xong rồi mình sẽ rủ anh của chị Mon và Mon đi ăn nhá. Ok. Tên tên, mình đã có mặt tại nhà của bé Mon. Đấy, thì chúng ta sẽ cùng review nhà của bé Mon nhé. Ok, thì Mon đang ở cùng anh trai và chị dâu. Đây là anh Cọp, anh Cọp. Nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này. Có gì để coi đó, còn đây là phòng của anh chị. Phòng của anh chị này. Đấy, cũng bình thường. Chị đâu, chị hai đâu? Chị hai đi làm rồi. Đây là... Trời ơi, cái căn phòng cu te thật sự. Chính là phòng của Mon. Ui, giường công chúa. Là... view rất là thấp luôn. Ui giời. View bên kia là trung tâm luôn. Ấy, trung tâm kìa mọi người. Ui, cô te chưa? Đây là... đây là dàn PC của Mon. Đó. Cái con gái ở như này khá là ok rồi.
cúc sinh tồn. Alo, alo. Đây là nhà vệ sinh. Hết rồi. Nhà vệ sinh. Hết rồi. Nè. Oh. Cái gì? Còn giữ ảnh của bọn mình không? Còn giữ ảnh của bọn mình không? Đâu? Oh. Trả hai cái. Không. Còn giữ ảnh của cả Hùng nữa. Đây, anh em nhìn nhá, tôi sẽ review cho anh em xem. Ngon không, đợt này là đợt chụp ở trong Sài Gòn. Cái đợt đi quay sinh tồn. Mình nhớ không nhầm là cách đây 1 tháng rồi anh em ạ. Mình thay đổi nhìn hơi chiến anh em ơi. Nhìn đẳng cấp luôn. Do là mon live stream đêm ấy, nên là mình mua một số cái đồ ăn vặt để cho mon live stream này. Đấy, bánh tráng này. Cái này là khô heo nhá. Đâu nhỉ? Cái này nữa, bánh tráng này, trộn sa tế. Cái này là gà xé này. Cái này cũng vậy luôn. Quán này chắc là tí đem đi nhậu. Và mình mua một hộp mì tôm để cho mon ăn đêm nhá. Đó. Còn mấy gói bim này chắc là để mang ra ngoài nhậu thôi. Bia này, mình có mua cái này cho mon này. Cái này là rất nhiều kẹo dẻo nữa. Đây. Đấy, để cho mon ngồi live stream, mon ngồi mon ăn nhá. Thói quen của mon ngày xưa mà. Ok, cái này thì mình sẽ tặng cho mon luôn. Rồi, hết tiền rồi.